Theo quan chức EU, dù Moscow bị phương Tây ban hành lệnh trừng phạt để ngăn sản xuất vũ khí, dường như có tới 70% sản phẩm công nghệ cao vẫn tới được tay quân đội Nga thông qua Trung Quốc. Ông David O'Sullivan, đặc phái viên EU phụ trách việc thực thi lệnh trừng phạt Nga, đã đưa ra nhận định trên tại một sự kiện ở Bỉ trong tuần này. Theo ông, dường như có tới 70% sản phẩm nhạy cảm, công nghệ cao vẫn tới được tay quân đội Nga thông qua Trung Quốc. Ông nói đang tích cực tham gia với Trung Quốc trong một cuộc trao đổi đầy thách thức, nhưng chưa nêu rõ cơ sở nào để EU tính ra con số trên. Bây giờ chúng ta cần hiểu rõ hơn chính xác điều đó có nghĩa là gì. Bao nhiêu trong số sản phẩm này thực sự được Trung Quốc sản xuất bằng cách sao chép công nghệ của chúng ta? Bao nhiêu sản xuất ở Trung Quốc bằng công nghệ phương Tây? Bao nhiêu sản phẩm đến từ nguồn khác và dùng Trung Quốc làm trung gian? Theo ông, các sản phẩm công nghệ cao này một khi tới được Nga, chúng sẽ không được đưa vào sản xuất hàng tiêu dùng hay các hoạt động thông thường. Chúng sẽ đi thẳng đến khu liên hợp công nghiệp quân sự và được dùng sản xuất những loại vũ khí nguy hiểm và chết chóc hơn. Các sản phẩm được ông đề cập thuộc nhóm lưỡng dụng, tức là có thể sử dụng cả với mục đích dân sự và quân sự. Theo ông O'Sullivan, quân đội Nga đang thiếu và đang phải vật lộn để có được các linh kiện công nghệ cao như vi mạch, mạch tích hợp, thẻ nhớ và đầu đọc quang học. Ông nói thêm rằng, EU đang hợp tác với Mỹ, Anh và Nhật Bản để siết chặt nguồn cung cấp những mặt hàng này tới tay Nga. Ngoài ra, các nguồn tin nói rằng, EU cũng muốn nêu ra vấn đề với Trung Quốc để Bắc Kinh sẽ hợp tác với họ, ngăn chặn động thái lách lệnh trừng phạt áp lên Nga. Trước đó, Rostec, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga, ngày 19 tháng 9 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu đẩy nhanh sản xuất để đáp ứng nhu cầu đạt mục tiêu chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chúng tôi đang tăng cường sản xuất với tốc độ chóng mặt, Bacon Ozenoev, giám đốc công nghiệp của Rostec cho hay. Theo quan chức này, sản lượng một số loại vũ khí đã tăng 2 đến 10 lần, thậm chí một số loại tăng hàng chục lần. Theo Dân Trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.